dạo gai thì chắc là dạo gai là chín cánh nha. Đây là dạo gai nè, cái dạo gai thì nó khác à. Dạo gai. Cái gốc nói chung cực kỳ phơi nè. Em hỏi kỳ ra mai nào dòng dạo nhưng đây. Em hỏi kỹ ra. Là em hỏi kỹ ra mai này giống dạo nhưng Nhung anh ơi, dạo Nhung hả? Là cái cây cái cây giống bự hả? Giống bự hả? Cái cây bông bự hả anh thấy? Cái bông bự là gì, là dạo Nhung hả? Dạo Nhung ha, là cái nào, cái này phải không? Cái bông bự cho bá phải không? Cái bông mà 7 phân bữa hổm anh Hồ là Cúc Tiên Sinh đó mà, giờ không mà thôi tao không dạy dạo Nhung hả? Thì cái đó thì giờ nói chung là em nói mấy anh thông cảm. Ngay chỗ của vườn em là cái ông chú đó ông ghép kỳ cục lắm, em cho anh ra xem nè. Chú ghép đó, nhưng qua em lấy có 10 20 cây. 20 cây mà nó hầu như nó tới 20 loại. Trời ơi, chúng nhìn bó tay chấm cơm. Nè. Anh em thấy dây cây này giống y đại lộc không? Nè, lá y chang đại lộc đúng không? Nó y chang đại lộc mà nó bông nè. Bông đâu phải là đại lộc đâu. Nó khổ nè. Nó cực kỳ nè. Cái này y lá đây là lộc, chúng tôi bởi vì chú né nhép ghép thôi, chúng nó chung bó tay giờ bán anh em giờ không dám nói mặt qua gì luôn. Đó. Còn như cái cây này nè, cây này tối chung quay nè. Đó này, anh em thấy lá cũng dài nè. Đó, mà cây này là đại lộc. Đó, kỳ cục phải không? Cây này là đại lộc, tại bông này nó rụng bớt cánh này nha. Bông này nhiều cánh lắm, rụng bớt rồi. Nó hình như thế là còn như cái cây bên đây. Bên đây là tôi nghĩ cái này là cái dảo Thủ Đức mà anh em nhìn cái bóng nè. Nè. Bông nè. Nắng quá nắng đây đó, bông mà lại nó là nghịch cái là cái ở trong cái thân nó giống thân cúc nè. Đó, kỳ cục chứ tôi bởi vì chú ghép chung nó chung thì chung bó tay với chú này luôn. Chú ghép tài lê hết. Ghép không biết đường đâu mà mò, không biết đường đâu mà rờ luôn. Hình như là chú cứ gặp cái mặt bông nào đẹp là chú ghép vô, mặt bông nào đẹp là chú ghép vô sao. Này, anh em thấy cái mùa này là cái mai nó khô ra ha. Là chung túi quá trời đất mà nó khô hết. Đúng là nước nhiều quá, cái này chung chưa có rảnh để trồng ra mấy cái gốc này nè. Nói chung mấy gốc này là những gốc là làm gốc rồi rất là đẹp đây. Đó, gốc vừa nói chung qua chung nói chung anh em bằng những gốc này cực kỳ đẹp hết rồi. Đó là hàng cành điều mà đều chung đại riết mình héo queo này. Anh em thấy không? Thường héo khô. Mai bắc thì anh em thấy anh em lặt vào đầu tháng 12 anh. Đầu tháng 12 hay là 20 tháng 11 á thì thấy anh em là lặt lá đó. Lặt lá thì nó ok, nói chung là còn phải tùy theo thời tiết nữa. Đây. Anh em thấy bông trong chỗ bông cho bự cho bá không? Cây này cái gì nói chung là mai thôi, giờ chung không có nói bông đâu. Không có nói giống luôn. Nè. Cái này mấy cây cúc nè, đây là còn có cây cúc thì nó có bông nè. Để bây giờ bữa hôm chúng lấy đa số, chúng lấy toàn là những cây có mặt bông thôi, cho nó chắc. Lấy mà cây không có mặt bông tới anh em nói cái này kia nó phiền lắm. Vườn của chúng thì còn rất là rộng nha. Nè. Để chúng ra cho mưa mát nắng quá đó nè. Ở đây chung còn một vườn nè, thấy không, cực kỳ nhiều. Nó dưới kia chung còn một vườn nữa, còn lúc dưới kia chỗ trắng trắng kia là anh em thấy không, người ta đang làm cái nhà biết nhà là nhà trồng rau vậy, rất là khủng luôn. Vườn dưới kia để chung cho anh em ra sau vườn sau ha. Chỉ để hổm này cứ nó nói anh em có vườn sau mà không có ra coi. Cái vườn sau trong hồi xưa là lúc mà ở Bến Tre đó, còn nguồn mai nhiều á là chung bỏ ở vườn này nè. Vườn này là tới ra ngoài đây nói chung là đầy kính bích luôn. Kính bích vườn này và vườn sau là một đầy kính bích, nhưng mà giờ trống á nè. Còn chậu anh em thấy chậu hổm này gỡ chậu không mà còn linh láng. Đây vườn sau của chung đây. Thôi kệ cho anh em mình xem vườn sau đi. Nhà chung thì nếu chung tính năm sau chung sẽ làm hết bắt cắt bỏ hết cao su này để làm mai trồng hết những cái mai con mà chung ương nãy chung chỉ anh em mình héo héo á, chung sẽ ương từ đây nếu chung trồng cách 2 mét cây trồng hết cái khu này của chung để dài năm 3 năm sau cho mấy thằng con mình bán, thì mình chắc trồng mấy cái đó là không bán được rồi. Tới đó già là đâu bứng nổi đâu bán, để cho mấy thằng con nó bứng nó bán. Đây cái ở đây chung này anh em thấy nè, vụ này cũng rất là nhiều, cực kỳ nhiều đây. Chung bỏ nay nói chung là nay hết mai chung bỏ phới đây. Nè. Đây là vườn sau chung ha. Chứ hôm nay cứ nói vườn sau mà không ấy. Nè còn đây là những cây mai rin nè, mai rin thì anh em thấy nè. Cái mấy cây dảo rin của chung nè, thấy chưa? Rất là nhiều, nói chung là cây mai này là mai bán Tết. Còn đây là những cây mà mai rin nè, tôi cho chúng nói